Chào cả nhà. Hôm nay mẹ Hana sẽ làm món thịt nướng theo một cách mới là thịt gói lá nghệ và lá lốt nướng. Món này rất là ướt, mềm, ngọt và thơm lắm. Món này mình nhấm nháp với một ly bia hay một ly vang, nhất là những lúc trời mưa rất là ngon và dùng nóng. Mọi người có thấy nó nóng hổi không? Khói nó bốc lên nè. Thường thì mình ăn cái món này á, mình có thể ăn no luôn. Và ăn gói nào thì mình mở gói đấy, nên nó giữ nóng rất là lâu. Những lúc có tiệc hay là đám thì mình làm món này, mình dọn ra sẽ giữ được cái vị ngon, ngọt, nóng hổi được lâu. Đây nè, cây nghệ của mình, bụi nghệ nhà mình hôm nay nó lên rất là xanh, tốt. Mình hái khoảng 6 lá. Để làm 3 gói thịt nướng. Thơm lắm. Rồi lá lốt mình nhập rửa để ráo rồi nè. Còn đây là thịt bò thái mỏng 300 g. Bây giờ mình ướp nha. Mình ướp với 1/3 muỗng muối, một chút xíu tiêu, một chút xíu bột ngũ vị hương và 1/2 muỗng bột tỏi khô, 1/2 muỗng hành tím băm nhỏ. Mình đảo đều hết gia vị cho nó thấm vào trong miếng thịt bò. Ngũ vị hương mình ướp ít thôi, thì khi ăn nó sẽ không nghe cái mùi ngũ vị hương nha các bạn. Còn nếu mà ướp nhiều quá thì nó sẽ nồng. Để cái mùi lá nghệ và lá lốt của mình đó, nó sẽ đậm lên. Bây giờ mình xếp lá nghệ nè và từng lớp lá lốt để gói thịt nha. Rồi mình cho thịt lên trên cái lớp lá lốt. Mỗi gói như thế này mình lấy khoảng 100 g thịt bò. Món này mình cũng có thể thay bằng thịt heo, cũng rất là ngon. Thịt nạc dăm heo hay là thịt ba chỉ heo. Bây giờ mình lấy cái lớp lá lốt để mình đắp lên trên nhé. Nếu chúng ta thích ăn nhiều lá lốt, thông thường thì ăn rất là ngon, thì mình có thể đắp làm 2 lớp. Nhưng hôm nay mình chỉ làm 1 lớp thôi. Rồi, mình gói lại nè. Thịt nó nằm ở bên trong, nên khi nướng á, cái nước của thịt á, nó vẫn giữ trọn vẹn, làm cho miếng thịt của mình ướt, nóng hổi, ngọt, ăn rất là ngon. Mình xiên cái tâm để cố định nó. Rồi xong rồi nè, mình sẽ làm thêm một gói nữa và lần này mình sẽ quay nhanh nhé. Cái lá lốt nào mà nó già mình sẽ để bên dưới, và mình sẽ để cái lớp lá lốt non ở bên trên, để khi mà nướng thì các cái lớp lá lốt nó sẽ mềm đều từ ngoài vào trong.
Rồi, xong hết rồi nè. Mình mang đi nướng nha. Mình nướng bằng nồi chiên không dầu. Cái này nướng than á, nó càng càng thơm nữa. Nếu mà trời mưa mưa mình quạt than mình nướng á, là nó thơm cả nhà luôn. Bởi vì mình nướng hai lần cho nên mình để 25 phút và 200 độ. Nhưng nếu các bạn nướng một lần thì mình để 20 phút và 180 độ thôi nha. Bây giờ mình đi làm nước chấm nha. Cái món này nó cũng vừa ăn rồi, cho nên cái nước chấm mình cũng làm ít thôi. Một chút xì dầu, một chút tương đen, mình cho một ít ớt bột, ớt bột chỉ thiên đỏ. Rồi mình thái lát một trái ớt xanh. Ớt xanh này mình vừa hái trên vườn, nó rất là thơm nè. Cái nước chấm nó sệt sệt, mình khuấy lên nhé. Rồi chín rồi nè. Bây giờ mình mở cái gói thịt nướng này ra nha. Ôi nó ướt nè, cái nước thịt nó ra đó. Nóng hổi luôn. Mình lật từng cái lớp lá lốt ra nhé, để xem cái thịt bên trong. Wow, khói nó bốc lên này, thơm lắm. Cái món này mình có thể ăn với cơm trắng, hay là gói với rau ăn, ăn chơi, uống kèm một ly bia, một cốc rượu vang. Hay là mình có thể ăn với lại bún, với lại nước mắm, hoặc cũng có thể bỏ vào bánh mì ăn cũng rất là ngon. Mình lấy một cái lá lốt, mình gói với một miếng thịt. Cái lá lốt nó chín, nó mềm lắm. Người già trẻ con ăn cũng rất là thích. Rồi mình chấm một miếng, mình ăn thử nha. Rồi bây giờ mình làm nếm thử một miếng thứ hai với gói với lại một lá salad nha. Cảm giác ấm nóng trên tay nè. Nếu các bạn thích, các bạn có thể làm thử, nhất là những lúc trời mưa. Ăn rất ngon. Nếu thấy video hữu ích, nhớ nhấn like cho mình và đăng ký kênh để nhận những video mới nhé. Xin chào và cảm ơn cả nhà.